Vào ngày 19 tháng 9, Jennie của Blackpink gây bùng nổ mạng xã hội khi xuất hiện trên bìa Harper's Bazaar Mỹ số tháng 10 năm 2024. Nữ idol đem đến bộ ảnh với diện mạo mới mẻ chưa từng có và bài phỏng vấn về sự nghiệp cũng như đời tư. Trong đó thì Jennie đã lần đầu trực tiếp nói về scandal hút thuốc ồn ào thời gian qua. Tôi có thể làm gì đây? Nếu người Hàn Quốc cho rằng điều đó là sai thì tôi phải bù đắp. Như kiểu tôi hiểu tại sao mọi người tức giận. Đó là văn hóa, là lịch sử, đó là thời gian và tôi không thể chống lại thời gian. Ngay lập tức câu trả lời của Jennie đã làm dậy sóng mạng xã hội. Nhiều netizen phẫn nộ cho rằng nữ idol đang thể hiện thái độ tôi xin lỗi vì mọi người thấy sai, chứ không phải bản thân cô thấy sai. Netizen cũng cho rằng việc xin lỗi vì phả khói thuốc vào mặt người khác là phép lịch sự cơ bản chứ không phải là văn hóa, lịch sử, thời gian như cách mà Jennie nhìn nhận. Bên cạnh đó cũng có ý kiến bênh vực cho rằng cư dân mạng đang bẻ cong lời nói và thái độ của thành viên Blackpink. Hiện tại thì đây vẫn là chủ đề tranh luận gay gắt chưa chấm dứt trên mạng xã hội. Chúng mình là Top Sao Hàn, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất và hot nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.